Hello anh em, nếu anh em muốn giảm pin, giảm lag khi chơi game thì hãy tải thử Gear Up Booster và đừng quên nhập mã Hanakoshi để nhận thêm nhiều ưu đãi cũng như ngày sử dụng miễn phí nhé. Anh em ơi, bây giờ mình chơi áo cưới giấy phần 5 nha anh em. Đây rồi, cái nhạc quen thuộc của mình. Áo cưới giấy. Tiếng Việt luôn à? Tiếng Việt luôn, có tiếng Việt luôn. Thầy quá đỡ của dịch. Vô nha, vô nha, chuẩn bị chưa? Ok, okay. Chén chén. Là cái nội dung của game này là kiểu giải đố thôi đúng không? Đúng rồi. Đó. Ok. Trời ơi. Đang tính xuống pha với mì á. Thôi, bỏ lỡ nhiều lắm. Hết hồn, chưa gì hết. Trên đời này không có người hoàn hảo, chỉ có người dũng cảm vì yêu mới có thể thoát khỏi chói buộc, thoát kén hóa thành bướm. Quên stream kìa bà nội. Thảo truyền kỳ故事, 能不能创新一下? Không sáng tạo hơn được sao? Cái này là nói là cái gì? Có hiểu. Thời gian cũng lộn xộn rồi. 海报上写的是一个月后的日期吧? Sáng tạo hơn một tí, bắt mắt. Tự đọc cấp đi nhá, tôi này tôi mệt lắm rồi. Chuyển kịch trường 的时候 根本没用心吧? Không phải, tôi mời Tiểu Cái gì? Là sao? Là anh này anh mời Tiểu Thúy ra đi xem kịch. Mà tại sao cái chữ Trung Tử Huyên này lại ở đây hả? Trung Tử Huyên là con nhỏ áo xám rồi đúng không? Đúng rồi. Hết Tiểu Thúy lại. Thà xem chín chứ là. Cô ấy vào trước rồi. Lại còn là Tiểu Thúy. Không nhớ nổi tên mình đã dành. Tới tên của cô ấy cũng không đúng. Theo đuổi người ta mà vậy, người ta bắt chuyện với cậu mới lạ. À, có nghĩa là chị này là chị là bạn của cái crush của thằng này. Mà thằng này nó rủ crush của ta đi coi phim, coi kịch nhưng mà lại dẫn theo bạn thân. Tôi hiểu rồi. Lại còn chê mình cản trở, nếu không có mình, cô ấy đâu dám một mình đến cuộc hẹn đưa vé cho mình vào trước. Đưa tiền để cô ấy tự đi mua có được không? Nếu như không mua được, cô ấy có giận mình không? Cô Tiểu Chung này hình như rất là khó tính. Không vào được có khi nào sẽ đứng chửi mình ngoài cửa không? Đang làm khó về chứ. Trung Tử Huyên lườm Trần Nguyên Phong đang im lặng giật vé khỏi tay anh. Bố mày cái vé, bố mày tự vào. Thời buổi này rồi mà vẫn còn người cưa cẩm con gái mà lại đi mời người khác đi xem kịch. Ủa, đi xem kịch đâu có gì xấu đâu ta, đi xem kịch cũng hay mà. Chắc phải đi. Thôi. Ê chị này, chị đi khách sạn chị mới chịu hay sao á? Đi ăn đi uống. Chị mày treo ấy, ôm là bú luôn ấy. Ê, mày gặp. Là gì nữa? Bú gì? Mình đi mua thêm vé thử xem. Nhấn vào đây để xem gợi ý vào đâu. À, vào cuốn sách để xem gợi ý. À, tôi nhớ rồi, lâu lắm tôi không chơi, anh em thông cảm. Tới chỗ bán vé mua một vé vào cửa. Chỗ bán vé là chỗ này. Mua vé. Đây là lần đầu tiên mình tự mua vé. Nói thế nào đây? Nếu chỉ có thể thanh toán bằng điện thoại thì phải làm sao? Mình đâu có điện thoại. Hỏi trước thử xem á. Tôi muốn mua một vé. Ê cu, tôi muốn mua một vé. Ê, từ từ khoan. Tôi biết tại sao này anh lại rủ chị này đi vô coi kịch rồi. Tại vì ở kịch chả có ai đi xem hết. Mà một cái chỗ không người xem như này nó rất là riêng tư, private. Cho nên tiện lợi cho việc ôm nhau. Mà đã ôm nhau là phải bú. Là lại bú. Khoai tôi nghĩ là anh này anh thông minh đấy. Anh không có khờ như cái gương mặt anh đâu. Anh này cũng kinh đấy. Sao không nói gì cả? Mình có nên tiếp tục hỏi không? Nhưng mình đã hỏi rồi, còn nói gì nữa đây? Ôi, gặp người lạ mà mình không biết nên nói. Anh này anh bị sợ xã hội hết ta? Thật xem máy tính nhiều quá nó vậy đó.
Hướng nội chịu. Hình như là mình nhìn thấy tay của rối gỗ cũng là một phần biểu diễn sao, hơn nữa mình chưa trả tiền sao lại đưa vé cho mình. Địa điểm Venue, nhà hát lớn phía nam thành phố Phú Lộ, ngày 15 tháng 7 âm lịch, thời gian 7 giờ rưỡi tối. Là hàng sau của hai ghế kia, nếu không mình cũng không biết phải hỏi xem có được chọn chỗ không như nào. 380 đồng, may mà mình đang mang đủ tiền mặt. Tự nhiên đi hẹn crush, đi coi phim, coi kịch mà dẫn theo thêm đứa bạn thân. 380 đồng. Xong rồi. Xong lại không có điện thoại. Xong rồi lại còn ngồi phía sau của crush mình nữa. Tuần Phong Nguyên rút ra, Tuần Nguyên Phong rút ra 400 đồng đẩy vào, chìm vào trong bóng tối bên trong cửa sổ. Bóng người bên trong vẫn không cử động, cũng không rõ anh ta có nhận tiền hay chưa. Tại sao vẫn chưa trả lại tiền? Mình có nên hỏi không? Lẽ nào tiền mặt không trả lại tiền thừa, có quy tắc này sao? Người chơi khi nào mọi người mệt cứ nghỉ nha, thoải mái nha. Bỏ đi, không trả lại thì thôi, cũng sắp tới giờ bắt đầu rồi mình đi thôi. Bố mày biết rồi, không cần phải hướng dẫn, bố mày chơi 4 phần rồi. Nói cũng lạ thật, tại sao không nhìn thấy người xem khác, tới nhân viên cũng không có. Do mình tới muộn mọi người vào hết rồi sao? Mà đặt giá ngơ nữa. Nhấn vào đạo cụ á. Họ đợi mình lâu lắm rồi, đều tại mình lỡ mất bao nhiêu thời gian. Nó mà cái game này nó hay vậy rồi, tại sao nó không làm phim, nó không làm cái game chiến động luôn nhờ. Đã biết tên thật của cô ấy rồi mà vẫn gọi sai là không lịch sự. Mặc dù vẫn quen nghĩ rằng cô ấy là Tiểu Thúy, nhưng khi gọi người ta thì đừng nên gọi sai. Tiểu Đào. Tới. Ôi trời. Bạn đầu lúc nào cũng hạnh phúc hết. Lúc yêu nhau thật vui biết bao nhiêu. Ủa giờ không vui hả anh? Xem rất chăm chú, mình còn sợ quái ghét xem kịch, cũng may. Lại Tiểu Thúy, trời ơi. Hình như sắp ngủ rồi, vừa rồi còn làu bầu không hay, tại sao quái còn tới á. Mà nó phải có một cái liên kết gì đấy. Cái gì đây? Xem kịch này cũng hay. Sắp tới cảnh hóa thành bướm bướm, mình đã xem lương chút rất nhiều lần, lần nào cũng tới đây cũng rất cảm động. Không biết Tiểu Thúy có thích không? Người ta tên Tiểu Đào mà cứ gọi người ta tên Tiểu Thúy. Khóc tương tư. Trong lương chút không có nhân vật như thế này. Hồn má. Ôi trời ạ. Thế này là sao? Mình nghe nói biểu diễn hí khúc ở một nơi có phun lửa, nhưng chưa từng nghe nói có đốt lửa trên sân khấu. Chúng ta mau rời khỏi đây. Tiểu Trung đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Mình không để ý cô ấy rồi đi lúc nào. Người xem sao biến mất hết rồi? Mình nhớ có rất là nhiều người mà. Phần này mở đầu lâu nhờ. Vậy là nó bị kiểu tách ra đúng không? Nó bị ra một cái chiều không gian khác đúng không? Cửa bị khóa rồi kìa.
kiểu bị ma che mắt. Hình như đang nghĩ xem đây là lại trò quái quỷ gì. Khoai dỗ, xin lý khách ra số bà. Rời khỏi đây rồi tính. Ba người lần lượt thử các cửa ra nhưng đều không mở được. Ủa, nó đâu có bị tách ra đâu. Cửa bên này cũng không mở được. Cửa này cũng khóa rồi, vừa rồi mình còn quay về qua đây mà. Nghĩ cách dập lửa trước. À, hết chương 1. Đó là phần này tụi nó đầu tư phết chứ. Bên nhà phát hành game họ đầu tư cái phần này phết. Nghĩ cách dập lửa hả? Thế dập lửa như nào? Từ từ nha, mấy cái bướm đỏ này, bướm đỏ bướm xanh này nó không thể nào mà nó tự nhiên mà có được. Chắc chắn là một có cái hint gì đấy. Quay lại cái vừa đấy xem nào, quay lại cái số ghế mà cái thùng đỏ ngoài kia. Trên ghế ngồi của chúng ta vừa rồi có vài hình ảnh đúng không? Mình đoán manh mối này có thể dùng được ở đâu đó, hãy chú ý các thứ xung quanh. Manh mối gì dùng ở đâu? Giọng điệu của Tiểu Thúy giống như mình biết vậy. Mình mà hỏi thì có tỏ ra ngốc nghếch không? Ồ, có bốn mặt thôi. Cái này là cái gì? À, xoay à? Mở cái hộp màu đỏ ra xem. À đây, đúng rồi. Cái này là số 1 nè. Cái thứ cái này số 2. Cái này cái thì là cái này số 3 đấy. Cái đầu là số cuối. Hình như vẫn không phải. Từ từ quay nha. Lại cái ghế xem nào. Quay lại ghế thêm xem cái hình lại. 1, 3, 5, 7. À, 1, 3, 5, 7. Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ giùm nha. Rồi. Đây. Cái đầu là 1. Cái cuối là 3. Cái mặt màu xanh là 5. Còn cái ở đầu là 7. Rồi. Cháy. Ai rồi. Cháy nhỏ quá ha, nãy giờ nó phải phùng phùng lên chứ. Sau khi dập lửa, Đào Mộng Yên nói sơ qua việc xảy ra chung với Trung Tử Huyên. Mình nghi ngờ giống với việc mình gặp năm ngoái, là kiểu tình huống quái dị đó. Nếu như không phải các cậu hợp tác với mình thì là chúng ta không cẩn thận đi nhầm vào hiện tượng quay phim kinh dị rồi. Hiện trường sao có thể là sắp xếp để chiêu đùa cậu chứ? Mình vốn chỉ không muốn mời cô. Nếu như mình nói như vậy chắc sẽ bằng anh này, anh nội quá. Trọng nội tâm. Kiểu overthinking vậy. Anh này anh rủ người crush anh đi xong rồi bây giờ. Điện thoại mất tín hiệu, vừa rồi xem kịch vẫn còn. Không thể gọi điện cầu cứu được, chúng ta tìm xem có đường khác để ra không? Không có tín hiệu. Hôm nay mình vẫn chưa nhận được hũ đèn điện. Nghỉ game. Đợi mình biết được ai đang giở trò mình sẽ đạp cho một trận. Đập mỏi mồm thật chứ. Sóc ơi. Ai, tôi hiểu rồi. Bây giờ Sóc Sóc là kiểu dịch cho bạn nam đi. Còn Sen thì dịch cho chị gái đây là được. Em ngồi. Được á. Chuẩn bị nha. Rồi. Ok. Mình không sao, mình đi trước thôi. Trong chậu lửa đốt tiền giấy và một chiếc giày. Từ từ nhá. Ở đây có con búm búm này. Cái này là sao? Kiểu nâng nó lên cho đúng. Ồ, mình phải lấy cái... coi lại cái màu gì đó, một cái hin. Có cái chiếc dù kìa. Chiếc ô kìa. Cái gì vậy? Không khoa học à? Có nhặt được cái con bướm vừa biến thành cái kia. Nhi hao sang yi dian dou bu jing ya. Wo xian guai bu guai le ba. Tiểu Thúy hiểu biết rộng, người có học điều biết nhiều so với cô ấy, mình thật sự không hiểu gì. Anh em tự ti về bản thân anh quá. Bướm ngọc làm bằng ngọc, rõ ràng lúc mới nhìn thấy là bướm thật.
hình dù giấy à. Còn nhặt được cái gì nữa không? Mình phải đi cắm điện đã. Ê, có cái hộp gì trên ghế bên trái này. À, thấy rồi. Mẹ chữ chung thì làm sao mà biết và giải được bây giờ. Nhưng mà nó có cái chữ đỏ ấy. Hình như là quay, hình như có cái ở cái phiến đá như có chữ hay sao đó, như có biết nó khớp hay không. À đúng chữ. Rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. 1 2 3 4 5. Chết thử con bướm rồi vào cái khe cái đi. Rồi đặt con bướm vào cái chỗ trống. Ghê nhờ. À xoay cái chỗ xoay, quay lại chỗ xoay. Thôi quay lại cái chỗ xoay. Từ từ nha. Đây là tên kiếp trước của mình. Quả nhiên là có liên quan tới cậu. Là cậu mời chúng mình tới xem kịch. Đây là trò đùa của cậu phải không? Vé của mình trúng thưởng nhận được. Trước đây chưa từng mình nhà tới nhà hát này. Mặc dù cũng không biết tại sao trúng thưởng. Mình cũng chưa từng tham gia quay thưởng. Từ từ quay lại cái chỗ quay ấy. Cái này chơi là phải chụp như cái gì như này à. Rồi như cái đuôi đá quay ngược, còn cái bông hoa quay chéo. À, cái bông thì hướng trái. Trái. Cái đá xuống. Cái đá đi xuống, còn cái này thì hướng trái luôn. Đá xuống. Anh ơi. Rồi. Bông hoa. Bông hoa trái đúng không? Ừ. Không, quay tiếp. Ở đây rồi. Được rồi. Cái kia quay nữa. Quay. Cái nữa, nữa. À, nữa, rồi được rồi. Ủa sao không được? Đúng chưa ta? Thì là chưa đúng đấy. Xem lại. Bông hoa thì đúng rồi, là hoa che thì sai. Che cái đầu đuôi đó phải đập xuống à? À cái đuôi ở dưới. Đuôi nó ở dưới. Cái bông hoa thì hồi nãy đúng rồi. Rồi cái che thì đấy đuôi. Rồi đây rồi một chiếc giày nè. Ở chỗ đốt một mình vừa chuẩn bị ra tay. Xem ra câu đố nhờ cả vào cậu là được. Mình phụ trách cảm giác những đồ khác. Cũng may đó Tiểu Thúy, Tiểu Đào nhắc. Mình không hiểu mọi người đang làm cái gì. Câu đố cơ quan gì lẽ nào nơi đây là nơi trốn khỏi mật thất. Các cậu giả vờ không biết là đang biểu diễn à. Nhưng mà cho tôi hỏi mọi người, đó là cái game này lâu dài không anh em? Nó đảo trong ngày hôm nay được không nhờ? Hay là mình cho chơi một phần thôi. Xui đấy. Để xem tới đâu thì tới. Respect đi. Đọc kịp mà. Tôi nghĩ là ít nhất phải 2-3 ngày mới phá đảo được cái game này. Ừ, mai sẽ tiếp. Cứ spec đi, Hana đọc xong rồi, tôi với Sen đọc xong rồi. Bỏ lấy cái giày và quay lại cái chỗ kia đúng không? Hiệu đốt. Ê, ở đây. Ê, còn cái dù để làm gì đó. Không biết cái dù giấy này có nên đốt luôn không? Ồ, mật thất kìa. Nhìn có vẻ rất siêu nhiên, công nghệ cao, trò trốn khỏi mật thất này cũng đầu tư gớm. Không thấy máy quay ở đâu, giấu kỹ quá. Thưa ông, thật là ra được ngoài hết game. Hà này ba ảo tưởng anh em à. Cậu dám chắc luận án này vấn đề này sẽ được duyệt. Mình cũng muốn nói chuyện với Tiểu Thúy. Đã tin Tiểu Đào mà cho nội này lì. Nhưng không nói xen vào được. Hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Sau trong đường hầm, sau bia mộ này có một cánh cửa bí mật. Mình đi trước xem sao, như thế có phải sẽ dũng cảm hơn một chút không? Ý. Đạo cụ có gì mà sợ? Sao cậu còn nhát hơn hai nữ sinh chúng mình vậy? Tiểu Thúy hình như đang nghĩ gì đó. Cửa có công tắc điện kìa. À, thấy rồi. Độ cao này giơ tay không với tới sẽ bắt cái ghế vào. À, cái ghế. Thì
Có cái ghế đổ đúng thử. Tôi cũng không害怕 呀. Mình cũng không sợ. Cậu phản ứng chậm chạp với vấn đề này đã kết thúc lâu rồi. Không phải cậu hỏi mình sao? Mình không nói gì cả. Cậu ngây người gì vậy? Có điều đào nữ hiệp quả nhiên không biết sợ gì hết. Không giống ai kia. Cũng không khoa trương như vậy. Mình cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Tiểu Thúy hình như có một chút thất thần. Mình có nên hỏi không? Nhưng nếu như không có việc gì, có phải sẽ quá gượng gạo không? Tiểu Trung sẽ thừa cơ hội chứ. Cái anh này ảnh bị cái gì vậy? Ảnh cứ bị... Overthinking thế nhờ? Ừ. Trời ơi. Con trai là con trai phải mạnh dạn lên. Thảo luận văn cái gì? Thời xưa ngành nghề ca kịch thường có nhiều điều cấm kỵ. Ví dụ hát bái, ví dụ bái tế những vị thần ca kịch nào. Đoàn kịch các nơi cũng có điểm khác nhau. Các ngành nghề cũng có nét khác biệt. Thậm chí chải tóc cũng có thần bảo vệ riêng của mình. Lão Khang Thần và Hỷ Thần là những vị thần ca kịch thường được bái tế nhất. Lão Lan Thần là tổ nghề của Hí Khúc. Lai lịch có nhiều ý kiến khác nhau. Thông thường cho rằng ngài được cho rằng ngài là Dực Tú Tinh Quân, chủ yếu cai quản ngũ âm lục luật và nhạc phủ hí kịch. Vì thế không được tùy tiện vẽ mặt Hí Khúc. Nếu muốn vẽ thì phải vẽ một phải một nét vẽ thành tinh tú. Búp bê Hỷ Thần là đạo cụ dùng để thay thế em bé trên sân khấu, nhưng dưới sân khấu được gọi là đại sư ca, nhất định phải tôn kính. Ngài có nhiều điều cấm kỵ, nếu không may phạm phải cần cung phục ba món đồ chơi để xoa dịu cơn giận búp bê Hỷ Thần. Giấy niêm phong trên giấy viết bốn chữ Khai La Đại Cát. Cuối năm âm lịch hàng năm, đoàn kịch phải đóng rương nghỉ ngơi. Khi mở lại rương cần đổi giấy niêm phong có bốn chữ Khai La Đại Cát dán trên rương, và sau khi diễn hơi tấu tiết một chỉ định mới có thể mở rương. Nhưng là cái rương mà lúc ở ngoài cái ghế sao? Cái này là để dán rương. Cái rương nó sẽ to nha. Rương không? Cái này chưa có, không có cái thông tin gì hết. Chắc có cái ghế nó đổ được đâu. Ghế đang đổ à? Đâu? Không được. Không có thông tin gì hết ta? Được. À dù giấy. Ok. Dù giấy. Trời ơi. Tôi tính nói là tính quay lại chỗ công tác để dùng cái dù giấy luôn á. Cầu dao đã mở rồi, bây giờ ra đây. À, đây. Ra chữ kìa, chữ kìa. 6. Đúng rồi, 8 chữ. Chữ đỏ nó nhảy đúng không? Ủa, nhảy lộn xộn luôn á. Chữ xanh mới đúng, chữ xanh mới đúng, chữ xanh ấy. Chữ xanh hả? Ba, như là chữ đỏ chữ. Ấy. Nhớ hãy nhớ mấy cái chữ đỏ mà nó nhảy ấy. Là sao? Là xanh hay đỏ nhờ? Chữ đỏ. Chữ đỏ, 6, chữ đỏ có 5 6, chữ nữa hả? 6, nhớ cái chữ 6, nhớ hai cái chữ đỏ đầu tiên á. 6 chữ. Rồi. Cái gì nhỉ? Hình như là cái chữ dưới cùng này phải cho lên đầu tiên ra cho. À không, cái chữ đầu tiên là chữ gì nhỉ? Mình quen nhỉ? Chữ đỏ. À, bây giờ này mình đưa cái chữ có hai cái ô vuông ở dưới ấy, mình đưa lên đầu trước. Ờ đúng rồi, cái chữ mà trên cùng này, cái chữ đỏ trên cùng nó vừa mới nhảy xong ấy, cho cái lên đầu trước. Tôi thấy chữ đỏ tổng cộng 6 chữ lận, còn chữ xanh chỉ có 5 chữ thôi. Hiểu không? Để, mà cái ô đó nó chỉ có 5. Chữ xanh. Cái ô đó có cái dấu tích đâu ra. Bây giờ mình vào cái dương đi, vào cái dương mình xem. Vào cái dương lại đi. Hợp cái. Nè, nó chỉ có 5 chữ. À, 1 2 3 4 5 6. 7 chữ, ở đây có 7 chữ. Nó không có chữ, có cái ô vuông của cái chữ đỏ. Có 5 chữ thôi. À 5 chữ, vậy là màu xanh, cái ô màu xanh. Thì phải. Chữ màu xanh như vậy. Rồi như cái chữ màu xanh. Thì quay lại đi, quay lại đi. Cái chữ màu xanh phải động. Cái chữ có dấu. Nhưng mà nó cứ nhảy gì sao biết nó như nào? Hình như là mình chọn một trong hai cái chữ nó nhảy sao ấy. Từ từ. Là mình biết cách giải đúng không? Đúng rồi. Cho cái có chữ X lên đầu tiên đi. Cái chữ X kìa kìa. Cái đầu tiên ấy. Cho vào trước đi.
xong rồi mình quay lại có được không? Hay là mình phải giải một lần luôn? Từ 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 từ, tôi biết cách giải rồi. Hay là chữ số 1 là lấy bản đó ta? Từ từ. Tại sao mình biết cách giải mà mình giải làm gì mọi người? Ủa? Hay không? Má ơi, thật game. Chụp à? Rồi sao? Đầu bút nhúng thuốc màu đỏ. Thế mình phải vẽ vào đâu? À, trong quyển sách. Vẽ vào. Ủa? Không phải dán cái kia nữa. Nhưng mà cái gương nào nhỉ? Nè, một nét vẽ thành tinh tú à. Ê, mình phải kiếm cái gì mình vẽ mới được. Ê, có cái mặt nạ ở trên cái cửa ấy, có phải không? Đâu? Đấy. Trên trán của gương mặt vẽ trên cửa sổ. À nhầm, trên có vẽ hình giống một chùm sao. Chắc là mặt hí khúc tinh tú nào đó. Rồi. Cần hoàn thành một nét vẽ không có chút manh mối gì cả. Nhớ bí quyết này, tìm điểm có đường thẳng lẽ để bắt đầu và kết thúc bằng một điểm khác cũng có đường thẳng lẽ. Sẽ giải quyết rất dễ dàng, mình từng vẽ thứ này khi phá giải một trận pháp. Má ơi, ngôn từ khó đọc quá. Nghĩa là nó có hai cái khúc ở trên với ở dưới, có hai cái đường thẳng ấy. Mình bắt đầu phải bằng một đường thẳng và kết thúc bằng một đường thẳng. Chỉ được vẽ một nét thôi ấy, không được đúng đúng rồi, đâu. Đúng rồi. Mẹ chơi game khó chịu thật. Rồi vẽ đi. Từ từ chứ, từ từ chứ. Từ nhá, xem là. Nó kêu, nó chơi. Gửi cho mình là chọn cái điểm lẻ ấy. Từ từ, để tôi suy nghĩ. Được rồi, tôi biết rồi. Ủa? Ủa? Vẫn được đè lên nhau mà. Được fuck. Vãi. Ủa? Tính ra vẫn được đè lên nhau mà. Từ nãy giờ cứ tưởng là không được đè lên. Khó chịu nha. Bình thường thôi anh em. Bình okay. Thường thôi. Theo tôi. Dùi gỗ à. Cái này là dùi gỗ để gõ nhạc cụ. Cái này là cờ. Cái này là cái gì đây? Bài báo về sự việc năm đó sao? Việc lạ hôm nay quả nhiên có liên quan tới việc đó. Thì cậu bị bắt cóc. Bảy mập gả dâu, hợp ép gả cho cậu cho người tên là Bảy Mập thì sao? Việc của hôm đó cậu vẫn không muốn kể rõ với mình. Nếu như đúng là có liên quan tới tình hình hiện tại, vậy cậu có nên nói với chúng mình không? Sẽ rất nhiều chuyện chết, có thể quay được thành một bộ phim điện ảnh. Tóm tắt một chút, cho phép cậu kể lại trong vòng 3 phút. Đào và My ngẫm nghĩ xem phải làm sao để nhanh chóng nói rõ việc này. Sau đó cô búng ngón tay, hình như có ý tưởng. Chú ý khăn. Cái người đàn ông tên là Thảo. Bị người dân bắt đi hôn lễ. Cô ấy bị thôn dân ngu muội bắt đi hôn tế. Nữ sinh tốt nghiệp đại học về quê bị thôn dân ác độc bắt cóc. Rốt cuộc là sự suy đồi về đạo đức hay là sự méo mó về nhân tính? Cách đây không lâu, Tiểu Đào. Thôn trưởng chuyên nhân dân ta bắt được lại. Chuẩn bị dùng hỏa. 献给名为六藏菩萨的神秘邪神，原来这是村子的诡异信仰。村长正是被称为大巫贤的邪神祭司。可在下一秒，一个无头的鬼魂煞金刚打断了婚期。Một hồn ma không đầu cắt ngang hôn tế, sau đó đại vu hiền xua đuổi. Hồn ma và đưa Tiểu Đào về địa cung, đợi giờ lành để tiến hành nghi lễ. 他还没有意识到
cô ấy vẫn không ý thức được rằng thôn Trang Linh và xác Kim Cang có liên quan với hình tự kiếp trước. Thì ra kiếp trước của Tiểu Đào là Trúc Tiểu Hồng, còn kiếp trước của xác Kim Cang chính là người yêu của cô Lưu Thiếu Bình. Thôn Trang Linh Ngô Muội có truyền thống hiến thiếu nữ cho Lục Tán Bồ Tát. Vừa hay Tiểu Hồng chính là cô gái tân nương giấy được chỉ định từ 100 năm trước. Cái này là up TikTok đúng không? Tôi có bị ban không? Chơi mà chưa up TikTok là sao? Nemo TV đi, platform số 1 Việt Nam. Tiểu Đào thông qua nhật ký và xác Kim Cang hát mộng, hiểu được chân tướng sự việc nhờ tài trí thông minh của mình và sự giúp đỡ của xác Kim Cang, trốn thoát khỏi địa cung, giải thoát được hồn phách của xác Kim Cang. Sau đó Tiểu Đào bị thôn dân chặn lại ở chỗ cất tự lửa tà điển kinh thư, nhưng họ không hề biết rằng kế hoạch của Tiểu Đào là nhân cơ hội để đốt hết kinh thư. Cuối cùng Tiểu Đào nhân lúc hỗn loạn trốn thoát được và báo cảnh sát bắt giữ những kẻ ác độc máy tính này. Nhanh. Trong khu dân cư nghe thấy tên ngốc này hát bài hát liền kiếp gì đó, cậu đã khóc và đi gõ cửa nhà cậu ta, nói rằng cậu có thể là bạn gái của cậu ta chuyển kiếp. Mình đi cùng cậu mới ngại ngượng chính mặt, nhà mình và nhà cậu ta quen biết nhiều năm, kiểu rõ tình hình của cậu ta. Không nghĩ rằng mình có cấu kết với bà đồng lớn lừa đảo đã là may mắn lắm rồi. Mình không có ký ức rõ ràng về những việc này, chỉ là lần đầu nhìn thấy Tiểu Thúy, Tiểu Đào cảm thấy rất quen thuộc. Mình cũng thường nằm mơ thấy địa cung, tế đàn, còn có dao. Không tiết lộ thông tin thật với người lạ thì tốt hơn. Tiểu Thúy chính là màu sắc đối lập với Tiểu Hồng. Thì ra là bị đặt tùy tiện, nhưng mình cảm thấy Tiểu Thúy nghe rất hay. Sửa thành Tiểu Đào thấy không quen. Dù sao thì tên cũng chỉ là một biệt hiệu. Anh ảnh hiền ghê luôn. Cái tên mà nói vậy chỉ cháu chịu. Cái mặt anh này lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng, hoảng hốt hết trơn anh em ạ. Nhắc tới cả kiếp trước, cậu còn biết bảo vệ thông tin cá nhân nữa sao? Sao cậu không bảo vệ giúp mình? Mình gặp cha mẹ cậu ta ở khu dân cư cũng chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Bác sĩ nói ký ức kiếp trước của cậu là khi còn nhỏ bị trưởng thôn thôi miên nhồi nhét vào. Cậu lại còn tưởng là thật. Tình hình của cậu ta là thế nào cũng bị thôi miên sao, đúng là không khoa học. Mình cũng không rõ, có một số việc kỳ quặc chứ làm rõ chân tướng thì cũng không thể kết luận được. Nói nhiều quá à, cho tôi chơi game đi. Rất là lan man. Cái này là cái gì đây? Cái quẻ nó kêu mà sắp thứ tự nè. Vậy là mình phải tìm cái mình phải tìm cái này mới được. Có cái chấm kìa, cái chấm kìa. Nhớ giúp tôi nha, cái này là thứ tự đánh chấm nè. Lấy cái dùi cui này đánh nó nè. Cốc, cái chấm. Cái chấm xong rồi đến cái chống lại lần nữa đi, xem lại lần nữa. Xong rồi tới một chống. cái bên trái ngoài cùng ấy. Chống đôi. Cái này là cái gì? Rồi nhớ. Chống đơn đôi hả? Chống đơn đôi, chống đôi đơn. Đôi đơn. Ôi! Ô, cái hộp kìa. Là phải gõ chấm một lần nữa để mà mở cái rương. Phải chưa? Rương này lại tự mở những hình, nhưng hình như Tiểu Thúy không hề thấy làm lạ. Tiểu Chung biểu môi là có cái gì? Lẽ nào việc này rất là bình thường. Ở trong đây có bộ quần áo. Chỗ quần áo này là quần áo trong dùng trong vở kịch vừa rồi. Sao lại giống cất trong rương không mặc một thời gian dài? Có một con hình con búp bê.
Vậy là mình phải thuận bên sao? Ôi sao? Sạch cái rồi. Tiếng ma mình thế. Đang sợ ma sẵn sạch cái mình. Nghe hắn muốn điều xin lỗi rồi. Nô gia sinh thời là danh linh, không ngờ vì tên Lương Thiếu Bình vô văn bội nghĩa, khiến cho xương cốt chẳng còn, thật là thê thảm. Vì mình kiếp trước mình đã làm gì có lỗi với người khác. Đinh Minh Linh đồng lâm với danh linh là cái gì? Nói bóng nói gió, tiểu tuần cậu đừng để bụng. Kiểu nó mập mờ như vậy, nó không chừng là muốn giở trò gì đó. Tiểu Chung, cậu nói đúng không? Chung Tử Huyên bước ra từ trong cửa đi vào kho. Chúng mình lại nhìn thấy những kẻ không biết là người hay ma. Chớp mắt một cái đã không biết mất tim đâu mất. Thật hay giả vậy? Tạm chưa nói về chuyện này, theo mình vào xem thứ kỳ quái điện thoại chụp được. Đâu? Điện thoại chụp được ở đâu? Gọi đi vào kho. Vào kho. Chạy tới trước sân khấu nhỏ, rút điện thoại ra chụp gì đó bên trong. Mấy con bướm, mấy con bướm. Đúng rồi, đúng rồi. Cậu nhìn xem đúng vậy, không có gì cả. Nhưng trong điện thoại thì lại nhìn thấy. Mình thử chụp cũng không chụp được. Phải nhớ. Đen. Đen, xanh, trắng. Trắng, đỏ, vàng. Là ba cái. Cái xanh phải ở dưới, còn cái ở dưới cuối. Nó nghe này dễ chụp nhất là đó, chính là chụp cái màn hình này lại. Cái đen ở dưới cuối. Ơ, cái xanh ở dưới cuối. Cái xanh ở dưới cuối. Cuối, xong rồi cái vàng. Cái vàng à, xuống cái thôi, xuống cái. Kia lên đúng không? Phải đúng được nhỉ? Hay là còn phải sắp xếp thứ tự nữa? Hay là còn phải sắp xếp nữa? Đen bằng này, trắng cũng bằng này, đỏ cũng bằng này, vàng cao hơn. Phải sắp xếp thứ tự nữa nhỉ? Tại vì cái con bướm xanh là ở thứ hai này, con bướm đen ở đầu. Từ từ xuống cái vàng cái đi, xuống vàng cái. Cái vàng xuống. Nó không được ấy, nó sắp xếp như kia là đúng rồi. Phải bật. Cái này nó phải như này, xong cái này thế này, nó phải lên cao như này này. Ê, thì cho lên hết xong rồi đổi vị trí cho có đổi. Không được, không được. Phải trường nhỉ? Chị làm sao? À! Ơ, trời ơi, phải bấm, phải bấm. Trời ơi. Cái trắng cạnh cái đỏ. Đen xanh. Đấy, bây giờ mình chỉnh này. Cuối, rồi. Thành. Cái xanh cuối, cái xanh xuống dưới, cuối luôn. Rồi, đúng rồi, cái xanh xuống. Đúng rồi. Ê. À, cái đồ xuống. Cờ tam giác. Cái cờ. Và cái chống lắc. Chống lắc. Đấy, còn cái ba cái cờ nhỉ? Ba cái cờ kìa. Có ba cái cờ trên bàn đấy. Rồi, đủ. Hộ vải đồ cho phong cách truyền thống. Từ từ nha. Hộ vải. Vậy là còn. Thì nó gì? Khoan, thì nó cái này nó để cái gì? Ghê quá à. Nếu như mình vái búp bê hỷ thần, không biết ông ta có giúp chúng ta chạy thoát được không? Tức rồi, điên rồi, điên rồi. Mặt là lại khác rồi. Mấy cái ở trong kia theo cái này. Thứ đồ này thường được nước đồ cái. À, phải cung phụng. Những hình ảnh trên điện thờ là gì vậy? Còn không có. À, mình mới được tìm được cái trống của cái hộ vải rồi, mình phải tìm một món nữa. Ở trên cái hầm này nó có cái gì nè. Mình phải vào trong, mình sắp xếp theo thứ tự của cái này hay sao ấy. Đúng rồi. Trong đấy. Đấy, cái kia kìa. Đầu tiên là cái này, chỉnh lên đây. Xong tới cái này. Cái quạt. Xong tới cái này. Rồi. Xong thì cái đụng vải. Bóng vải. Đủ 3 món rồi. Được rồi đấy. Thế cái trống ở giữa à? À, phải cặc. Với việc quái dị này, Đào Mộng Yên không có phản ứng gì đặc biệt. Chung Tử Huyên sốt ruột nhìn ngang ngó dọc, hình như không phải nhìn thấy cái này. Nếu mà tôi mà đang trong cái tình huống này, tôi thề với anh em nhá, tôi ngất luôn tại chỗ. Tôi xỉu luôn. Ngày hôm sau đón tôi về. Chung Tử Huyên này nó đéo liên quan gì đến kiếp trước của hai đứa này, nó không nhìn thấy sao? Hay là chỉ có một mình thấy kỳ lạ? Chìa khóa này đi làm cái gì đây?
Từ từ ấn vào cái bàn thử xem cái bàn trang điểm. Ê, từ từ. Có một cái bàn trang điểm, nó có một cái hộp. Có cái điệp mẹ. Ồ, sao rồi? Cuối cùng mới nhìn thấy cửa ra, đừng có cảm giác mau chạy ra. Mình nghĩ quá nhiều rồi, xin lỗi, mình phải nghĩ đơn giản thôi. Đây không phải là cửa thật, đây là vải màng. Cái gì vậy? Sao chúng ta về lại sân khấu? Thật thôi mi, sợ thật. Ngu nó mà hay nói nhiều. Anh này anh cọc quá chứ trời. Đang nhảy dưới sân khấu toàn là rối gỗ. Hết chương 1 rồi. Anh chương tiếp đi. Tóm tắt chương 1, nói chuyện. Ông nhà hát cũng không tìm được cửa ra khác, chỉ có thể tiếp tục đi tới bên này thử. Mình vén nhanh màn che lên nhìn. Nếu như tình hình không ổn thì chúng ta lập tức quay người. Kéo luôn. Nhìn chân tiểu đào trắng kìa. Sau khi Thuần Nguyên Phong nhảy xuống sân khấu, phát hiện mình đang ở trong nhà hát nhỏ nhỏ bỏ hoang mấy chục năm và không nhìn thấy bóng dáng Đào Mộng Yên ở đâu cả. Có khi nào á Tiểu Đào bị bắt xong cái thằng này nó mệt quá nó yêu luôn bà này không? Không có, không có. Có. Tiểu Đào bị thứ gì bắt rồi, chúng ta phải nhanh chóng cứu khóa chân cậu sao rồi có thể cử động không? Ở đây hình như không phải nhà hát vừa rồi, thật không phải khoa học. Vậy mình đi tìm Tiểu Đào quá, chỉ có một mình chắc chắn là sẽ cô đơn sợ hãi. Cậu sốt ruột như vậy, xem ra không phải trò đùa của cậu. Lẽ nào là tiết mục đọc kiểu trong truyền thuyết? Nếu là vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề đối với Đào nữ hiệp Trí Dũng Xâm Toàn. Vừa nói chung Tử Nguyên vừa bò tới chỗ có tầm nhìn tốt bên tường, ngồi dựa vào tường. Nhân tiện cậu giúp mình tìm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí. Đợi mình nhìn thấy dám người giở trò đùa giỡn này, mình sẽ đánh cho hắn một trận. Mình nghỉ ở đây một lát, cậu đi tìm đường đi, cậu giúp đỡ thì tới tìm mình. Cậu có thể giúp điều gì? Nhỏ này nó lùi ha. Ở đây nó càng chết. Mở khóa cửa, sửa chữa đồ điện, mình chỉ nói vậy thôi, đã thế nào rồi còn cậu muốn mình giúp gì chứ? Tiểu Chung không ngờ cũng biết nhiều thế. Chỉ có mình là chả biết gì. Bây giờ không phải lúc nghĩ những điều này, mình phải nhanh chóng tìm được Tiểu Thúy. Đây là thì ra việc đó nổi tiếng thế vậy, lại còn được cải biên thành kịch rối gỗ. Cái chết của Lương Thiếu Bình. Phải tìm ba cái này nè. Tự dưng mình không ngừng rùng mình. Mẹ, mình cái con này. Ngoài cùng bên phải trước. Trên mặt nó có chữ nè mọi người ơi. Cái này ghê quá à. Spec đi sẵn. Mình từng làm việc có lỗi với những người này sao? Nhưng mình thật sự không nhớ. Đừng được chém đầu tôi. Là sao? Tuần Nguyên Phong trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi vô tận, bịt mắt, bịt chắc mắt, quỳ xuống đất. Đây là giả, chỉ là rối gỗ không phải là thật. Mình vẫn chưa chết, đầu mình vẫn còn.
mình cảm thấy như đã nhìn thấy cảnh này trong mơ, mơ rất nhiều lần. Trong giấc mơ đầu mình bị chém xuống hết lần này tới lần khác. Bình tĩnh lại, mau bình tĩnh lại, nơi này thật đáng sợ. Mình phải nhanh chóng tìm được Tiểu Thúy, không thể để một mình quá chịu đựng những thứ này. À, mình phải mấy cái từ này tôi. Gốc cây của mình. Giáo. Tìm được một con rồi nè. Con tượng. Ờ, gì? Đầu rối gỗ. Vậy chắc là. Từ từ nhá. Con không được. Cái giá này để làm cái gì bây giờ? Cái giá này taxi chứ. Con này đang mệt chứ. Nó cầm à, quá. À đưa vũ khí okay. Đó. Cái đồ chơi này là đạo cụ chống hát kịch đúng không? Cậu dùng thử xem, có thể đâm xuyên tấm gỗ xem như cậu lợi hại thật sơ sài. Ở đây cũng không có thể có binh khí thật được. Dùng làm gậy chút đánh người cũng rất đau, còn có thể đuổi ma. Chỉ ít cũng có thể làm gậy chống. Đúng rồi, cậu nhìn cái này. Nhận được từ lúc nhảy xuống khỏi sân khấu, thị trấn Ích Dương chào đón bạn. Thành phố Phù Lộ tới thị trấn Ích Dương là mấy tiếng đi xe, sao có thể nhận được tin nhắn của nhà cung cấp dịch vụ đây được? Mình không hiểu cái này có ý nghĩa gì. Nếu như là trò đùa thì cũng thật phức tạp. Thôi được rồi, thảo luận với cậu mất quá thời gian. Một lát sau điện thoại lại mất tín hiệu cho cậu muộn, nó không chừng có thể dùng tới. Thằng này nó sao ấy? Thằng này nó không biết xài điện thoại. Nó còn bị overthinking nữa anh em ơi. Tiện cách xã hội dữ vậy. Có một cái điện thoại thì làm cái gì? Bên dưới là phòng ngầm sao? Nếu như mình nhảy xuống thì e rằng không lên được. Hay là đừng mạo hiểm đi xuống thì hơn. Đầu bên kia trên tấm gỗ hình như có thứ gì đó. Làm thế nào để lấy? Trên tấm đá có một tấm gỗ đặt nghiêng. Bên trên đầu thấp xuống hình như có một thứ gì đó. Làm sao để lấy cái này? Phải tìm đồ để lấy. À cái đầu. Rồi. Bên hộp đinh mũ. Đinh mũ ở trong còn không nhiều. Đinh mũ là cái gì anh em? Xem ra thân thủ của mình vẫn rất nhanh nhẹn. Bên trong là đinh mũ cũng may mắn không cắm vào tay. Ơi. C1, C2, C3, C4, C5. 1 là sao? Cái mũi tên mà, cái đấy mũi tên. Cái mũi tên nó chỉ đi đâu? Xoay thì sao? Thì cái này là cái gì ra? Ghim mấy cái. Nó ghim cái gì á? Cái đinh này nó à, ghim bị... cái vải, thử xem, ghim cái vải. Cấp cây có cái vải kìa. Cái tấm vải, cái tấm màn kìa. Cái tấm màn màu trắng ấy. Đấy đấy, cái tấm màn đấy. Ôi giời ơi. Trời hay thế nhờ. Cái gì đấy nhỉ? Cái đạo cụ này làm bằng chất liệu gì vậy? Chắc chắn quá, không thể dùng tay ấn đinh mũ này vào được. Nếu có búa thì tốt. Có cái điện thoại này đập thử đi. Ok. Trời ơi, trời ơi. Má lại mật thất tiếp nữa anh em à. Nhiều mật thất thế. Mày có gì vậy? Mình thật sự quá đổi kinh ngạc. Nếu như Tiểu Thúy chắc chắn sẽ thấy rất bình thường. Cái bàn cờ. Đây là trang phục kịch, không biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc. Nhìn thấy nó khiến mình nhớ tới cả ác mộng kia, đáng sợ quá, không đụng vào nó thì hơn. Phải đụng chứ. À, phải có cái tu vít. Cái tu vít để... Nhớ nha, nhớ cái này nha, nhớ cái này nha. À, cái này là... À, đúng rồi, cái này là để ở trên tường. Có xoay được không? Cái đó, cái đầu có xoay được không? Nó bắt tôi chơi cái này nữa rồi. Cờ gì nhỉ, không hiểu gì cả. Cái này là sao nè, phải nhớ cái này nè. Cái này có xoay được không? Mấy cái này có xoay được không? Không. À xoay được kìa. Hồi nãy ở trên cái tôi nhớ là hình như ở trên cái sàn đó có mấy cái ký tự ấy. À. Đúng rồi.
C2 C1 lắc lên. Lắc lắc kê, lắc kê này một cái bên trái, xong rồi là cái tròn một cái bên phải. Ngang, đây, tôi chụp hình lại tròn. Cho nó nhanh. Để lại đi cho game chụp hình đi cho nó nhanh. Hai bên dưới luôn. Lên này. Lên. Lên này. Một cái hai lên. Xuống này. Tròn lên này. Một cái tròn lên. Cái năm là cái xuống nè. Đúng rồi. Sao wow. Cái này. Đây là cái gì hình như giống văn văn vật nhìn thấy trong viện bảo tàng. Đây là một người gớm, tại sao nó có thể động đậy? Người gớm này chạy nhanh quá, như thế nào không bắt được nó đâu, còn nghĩ cách gì đó mới bắt được á. Đừng biết điện thoại nha. Cây thế nhờ. Đã phải ra ngoài tiếp à? Cậu nói có thể mở khóa cửa, mình không tìm được chìa khóa rương này, cậu có thể mở không? Nó nói đùa cậu cũng không hiểu sao. Được rồi, để mình thử, cậu đợi đây một lát. Trung Tử Huyên rút một món đồ giống như kẹp tóc gắm vào ổ khóa cặp máy. Nó chứ hơn 20 năm qua cậu không khác gì người thực vật. Một hôm nào đó đột nhiên tỉnh dậy, nếu như không quen biết thì thật khó tin, đúng là kỳ tích y học. Là thằng này nó bị thực vật anh em à. Cha mẹ có thể dắt mình đi, cũng có thể làm một số việc cơ bản theo lời họ, chỉ là mọi người đồn đại hơi quá lên. Là tại vì 20 năm nó không có sử dụng người ấy được. Cậu thực sự không có chút ký ức tiền kiếp nào. Mặc dù cậu ngốc nghếch, nhưng sau một năm có thể nói chuyện đến bây giờ cũng rất là khoa học. Rất là không khoa học. Nó nhiều quá. Những năm qua mình cảm thấy giống như bị nhốt trong một giấc mơ không thể nào tỉnh dậy. Nhưng mình có thể nghe được giọng nói của cha mẹ. Họ vẫn luôn thử dạy mình như người bình thường. Cậu cho rằng đã gặp mộng viên trong mơ vì vậy mới thích cô ấy. Nghe có vẻ giống như chim non mới nở nhận mẹ vậy. Mình cũng chỉ nhỏ hơn cô ấy có 7 ngày. Cậu nói sẽ chả khác nào. Không được nói cảm ơn. Còn nữa, nhìn thấy đồ điện hỏng đừng tới tim mình. Vài cuốn sách. Đây hộp rỗng để bắt con kia. Được. À. Là được đây. Người ốm này bị ngu hơn em à. Đi qua rương mở một. Không biết tại sao cứ cảm giác thứ này cố tình gây sự với mình. Nhốt nó bên trong thiệt hơn. Người cản trở ta cứ tiểu đào rồi, cho dù ngươi là gớm cũng không thể tha thứ cho ngươi. Chìa khóa. Mở cái ổ điện. Rồi, ổ điện. Mở cái ổ điện kìa, ổ điện. Không, ổ điện là bên trong luôn. Và bên trong. Đấy, cái ổ điện đi à. Tại sao sau khi cắm vào lại không xoay được? Giờ thì em chẳng thể làm gì. Đưa vào cầu gì. Không xoay được ta. À. Từ từ. Nó có cái thứ tự nào nhờ. Đây nữa, lại đọc nữa. Đọc hoài vậy cha. Thứ tự cái gì đó. Được. Đấy. Trái xuống trái phải. Dùng hồn làm sợi tơ, dùng rối gỗ làm trung gian, dùng di vật khung xác gọi là tà, gọi tà. Trái dưới xuống. Trái phải trên dưới trên. Nhớ nha. Rồi. Trái dưới trái phải dưới trên. Sao vẫn không sáng thế nào, không phải cầu dao của chỗ này. À kia trên kìa có mấy cái nút kìa. Trời ơi, cái này là cái gì nữa vậy? À phải bật nó lên. À không đúng, phải bật nó xanh. Từ từ. Cái màu này nó liên quan tới cái gì ta? Ok, kìa nó sáng đèn kìa. Sao là đèn được không? À nhớ đèn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng mà nó bắt đầu lúc nào? Lúc nào bắt đầu? Đỏ, xanh xanh, xanh xanh, vàng vàng, trắng trắng, ba vàng ạ. Đỏ, xanh xanh, xanh xanh, trắng trắng trắng, đỏ 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 đỏ, năm đỏ, từ một đỏ, hai xanh, ba trắng, năm đỏ. Cái nhảy đó là cái số thứ tự đó Sóc ơi. Đỏ xanh xanh. Đỏ là 1 này, xanh là 2 này. Ba vàng trắng. Là 3. Năm đỏ. Năm đỏ. Rồi, nhớ không? Ủa là sao? Từ từ mình phải ấn năm, mình phải ấn cái đỏ trước xong rồi xanh xanh. Đấy xong rồi. Không không không. Bây giờ tắt hết đi, tắt hết đi. Tắt hết đi. Lần nháy là cái số thứ tự à? Cái thì ta cái cuối đèn vô đỏ xem. Đúng rồi, cái cuối là màu đỏ. Không biết có phải không, khó hiểu ấy. Thôi cái cuối màu đỏ xem. Không được luôn. Đỏ xanh xanh trắng. Dạ không phải. Tắt hết đi xem nào. Hình như là mỗi một lần. Ủa? Đúng rồi, đúng rồi. Tại cái màu số 4 là không có màu. À, một đỏ số 1 là một cái. Lương Thứ Bình chữ nghĩa gây họa nhưng hình áp vít kỳ quái này là sao vậy? Kịch có rổ thật sự có tác cái tiết mục này sao? Sao hình áp vít? Áp vít hình như dán ở ngoài cái hình. Hình như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thế này chắc được rồi. Ấn vào xem. Ui. Ui, sao? Rối gỗ và bối cảnh trên sân khấu sao lại thay đổi rồi? Rối gỗ này suýt nữa thì đánh ngã mình, làm sao đây? Mình chưa từng đánh lộn với ai bao giờ, đừng nói là rối gỗ. Đánh tới nơi rồi, né còn đạch, né đòn đánh của chúng trước đã. Đánh chiến. Chiến. Hiểu rồi, phải đợi nó vào vòng tròn. Né như Faker. Faker con mà. Mặc dù chưa từng luyện tập nhưng mình cho rằng có chút võ công, dễ dàng né tránh đòn đánh của chúng. Có điều cứ né mãi thế này cũng không ổn, làm sao đây? Cũng dùng nắm đấm đánh trả sao? Là điều này tức là rối gỗ này đã đánh gục họ rồi sao? Tại sao không có động tác nào, là vì không có đầu sao? Tần Nguyên Phong ngẩng đầu nhìn Phong điều khiển rối gỗ, gối rỗ. Rối gỗ về trên sân khấu. Trong bóng tối loáng thoáng nhìn thấy như có người đang đứng ở đó nhưng không hề động đậy. Như này phải làm sao? Mình phải tìm cái gì, cái đầu. Ở cái phòng bên trái là vừa nãy bởi vào nó đi vào trong ấy hả? Ờ, nó vào đây. Ê, có cái cửa trên trần vừa thử xem. Hình như là trong này là hết dữ kiện rồi hay sao ấy. Không có được cao như vậy. Vài cuốn sách này để làm cái gì? Hỏi con này. Mở sách ra thử từ xem sách này. Trong đấy có điều kiện. À ghế. Ờ rồi với lên trong. Mở cái cửa kia. Mở cái chân. Cửa cái chân bên trong ấy. Chiều cả à, đây được. Chỗ sách này dày quá, kê bên dưới chắc là được.
Cho dù thay đổi thế nào đi nữa cũng đều có một chân ghế khập khiễng như vậy, không dám trèo lên có thể sẽ ngã mất. Chờ mẹ em đi, mệt quá. Điện thoại. Khẩn trương lên chứ. Điện thoại của em. Mình sợ có chút xíu thôi mà sợ lên sợ xuống. Đưa cho cái điện thoại lên. Mày đặt rồi hả? Bảo kê em gái nha người ta. Điện thoại để liên lạc xong. Hắc mệt thiệt. Mình tiếng thì to đấy. Sau khi Tuần Nguyên Phong trèo lên, đột nhiên phát hiện xung quanh mình có rất nhiều người. Sao ở đây là nhiều người như vậy? Tại sao họ không nói gì, không chú ý tới mình sao? Nhưng cô gái trước mặt mình hình như đang nhìn mình. Trường hợp này mình nên nói gì, chào hỏi sao? Nhưng người xuất hiện ở đây lúc này e là có ác ý với chúng mình. Giả bộ không nhìn thấy lui xuống không biết có được không? Hình như là đều là rối gỗ. Cũng may giống người thật quá. Sư phụ điều khiển rối gỗ cũng là rối gỗ, và trên người còn có dây điều khiển thật kỳ lạ. Dùng tay không thì không thể kéo đàn nhị được. Gần đây công việc cải tạo nhà hát múa rối Lục Khôi bỏ hoang đột nhiên bị dừng lại. Theo người trong cuộc tiết lộ, khi đào đất nền phát hiện ra mật thất ở dưới lòng đất không nằm trong hình thiết kế của nhà hát. Trong quá trình thi công sau đó cũng liên tục xảy ra sự cố, ví dụ thi thoảng lại có thiết bị mất kiểm soát, các biện pháp an toàn bị hư hỏng mà không lý do, khiến cho nhiều người bị thương, cuối cùng chỉ có thể tạm ngừng thi công. Nhà hát này từng là kiến trúc tiêu biểu của thị trấn Ích Xương, nhờ các đặc điểm sáng tạo như rối gỗ kích thước như người thật đang dung hợp nhiều nguyên tố hí khúc biểu diễn như thật nên đã nhiều lần được khen thưởng. Từ sau khi người lính chữ toàn là chữ từ sau khi người kinh doanh nhà hát mất tích, nhà hát vẫn luôn lưu truyền tin đồn có ma. Có người nói nửa đêm nhìn thấy trong nhà hát có ánh đèn nhấp nháy. Trên thực tế thì nhà hát này đã ngừng cung cấp điện từ lâu. Những người từng xem biểu diễn khi nhà hát còn hoạt động nói rằng nhà hát này luôn có không khí quái dị. Cho dù mùa hè không mở máy lạnh cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cớ. Rối gỗ diễn xuất quá chân thực. Nhớ cái động tác của nó. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Dây đàn, dây đàn. Không, dây có rổ á. Rối gỗ, trời ơi. Có rổ. Mệt thật. Nè, nè, cái này nè. Là mình phải kéo như nào ta? Nè. Trái phải cánh tay cổ tay tay đùi bắp chân sau đầu trước đầu cánh tay cổ tay tay đùi bắp chân 353 1762 353 1762 là sao? Đang nói cái gì? Cái tờ báo xem. Đấy, cái tờ báo thì phải gắn cái hình ở trong này. Cái cổ đâu, cái cánh tay phải đúng không? Cánh tay phải nó giơ lên đúng không? Từ từ nhá, tay trái trước nha. Tay trái trước, okay. Từ từ phải chụp cái này lại mới được. Lo tay trái trước nha. Ok. Từ cánh tay cổ nữa. Tay tay đùi bắp chân cánh tay thì... cánh tay như nào, cánh tay xuống à? Phải ra xem con rối đã nè. Cánh tay 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 không, nó phải hạ cái này xuống nè. Đúng rồi thì bây giờ mình hạ cái số 2 à? Cánh hạ tay, cái đầu tiên tay. Cái tay là cái nào ta? Nè, đúng tay. Rồi, đúng rồi đúng rồi. Cái chân đùi lên. Bắp chân nhấc lên sao? Nhấc lên. Đúng rồi.
chắc là động tác này rồi tôi xuống xem sao. Đúng rồi, vậy là đúng rồi đấy. Chọn này. Sai. Lương Thiếu Bình là... À, Lương Thiếu Bình, tôi đã dạy cậu thế nào không được đắc tội với người Tây. Một kẻ kéo đàn bị tát một cái có sao chứ, sao cậu lại vì vì đó mà đánh lộn. Vốn nghĩ sau này gả sư muội của cậu cho cậu, cậu có thể làm một lan quân như ý là trụ cột gia đình. Không ngờ suốt ngày gây họa, họ chung đúng là mù mắt. Quýt. Mày quýt luôn. Quýt thì cho bố mày xin cái dây. Không mở được á. Lấy cái con kia ở trên đấy mà. Cây vĩ nè. Cái này để sau đi. Mặc dù là lần đầu tiên chạm vào đàn nhị nhưng mình có cảm giác mình hiểu một chút. Một... À, 353, 162. 353, 1762. Ồ, 1762, 353, 1762. 353, 1762. À, 5, 3. Bấm số 1 bị hụt rồi. Đấy, nó đổi như thế. Rồi mới bấm 1, rồi bấm 1 lại. Đúng rồi. Đấy, cứ đổi tiếp. Đó. Thẻ nhỏ, có vẻ như một nửa tấm kim loại. À... Kim loại à... Ở bên có cái bóng ở bên trái kìa. Ôi! Có một chiếc đèn chiếu bàn tay thành bóng, có cảm giác có hàm ý đó. Đốt ngón tay của rối gỗ hình như có thể hoạt động, mình thử xem. À, em nhớ cái thứ tự... Trong sách. Phải nhớ nha. Đổi hay động tác khác, đèn sẽ tắt. Đổi lại động tác này sẽ đèn. Từ từ là sao? Để bên trái. Ờ à, đấy. Đây. Cái này là sao? À, phải theo thứ tự, tôi hiểu rồi. Đại cái nó bắt đèn đúng không? Xong rồi, cầm đi cầm. Ấy. Rồi. Thôi đừng có nói chuyện nhiều nữa, anh ít nói là giùm em cái đi, mệt anh quá. Không phải cái thứ tư mới đúng chứ, phải cái năm, năm gì có hình đấy không? Là một chiếc cầu dao, cũng không biết cầu dao này dùng ở đâu, kéo lên chứ đã nhỏ chỗ nào đó còn điện. Cái tấm phiến kìa. Ghép cái tấm thẻ lại. Lấy tấm thẻ. Ghép lại. Tấm thẻ. 711070. Xong rồi có dấu gạch ngang này như nào? Ấn vào cái mặt nạ kìa. Mặt nạ ở trong cái hộp ấy. Bức tượng ở trong mặt nạ luôn. 717070. 711 chứ, 711 không phải không? 070. Đâu, 711. Nhưng mà cái dấu mũi tên mà nè. 07017. 070. 711. Cái gì vậy trời? 117 chứ. Mình áp vít lại một cái áp vít mới đó nè. À tôi hiểu rồi, đi thay cái áp vít anh em ơi. Đi thay nữa, phải chuyển cảnh rồi. Đi cảnh này hơi nhiều nha. Rồi. Đi
đi cắn hơi nhiều. Cái con tượng nhét lên cửa đi. Cái chết của đoàn kịch Thái An. Mở được cửa rồi đấy. Xong chương 2. Yes. Ra ngoài cửa nhất mấy con này vào cửa. Hình như có người nói chuyện. Có khi nào Tiểu Đào chắc có thể mở cánh cửa kia mình đi xem sao. Mở chương 2 không? Mời tôi up, tôi cho Aram với anh em, tôi biết code cho anh em với ba anh em. Chúc anh em buổi tối vui vẻ, cảm ơn mọi người. Bye bye. Love you.